Mr. pth kể chuyện lịch sử xin kính chào quý vị và các bạn Trong một thời gian lâm bệnh nặng Mặc dù được các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa Nhưng do tuổi cao, sức yếu Trung tướng Sơn Can đã từ trần hồi 19h30 Ngày 6 tháng 9 năm 2022 Nhằm ngày 11 tháng 8 năm nhâm dần Hưởng thọ 74 tuổi Tình ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Đà Vinh Và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin Đồng chí Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Sơn Cang, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1948, quê quán xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nhân dân 2, Bộ Công an, nguyên giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đại biểu Quốc hội khóa 11, đơn vị tỉnh Trà Vinh. Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, nên đã từ trần hồi 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 2022, hưởng thọ 74 tuổi.